Xin chào các bạn, hôm nay chúng mình giới thiệu các bạn bộ camera 360 Wi-Fi UC. Sau đây mình xin mở hộp và hướng dẫn sử dụng cho các bạn. Về phụ kiện, bộ camera gồm camera này, adapter, chân đế và ốc vít. Về thiết kế thì đây là nguồn, nó có ba chỗ này đằng sau, nó một nguồn cấp điện cho nó, adapter các bạn, một thẻ nhớ và mạng LAN và wifi, các bạn chọn trong hai nhá. Đa số các bạn dùng wifi đúng không, thì sau đây mình hướng dẫn cho bạn cách dùng cài đặt qua wifi cho camera kết nối. Camera có thể xem được cả ban đêm các bạn nhá. Rồi sau đây mình xin hướng dẫn sử dụng. Đầu tiên các bạn vào kho tải phần mềm UC. UC, đây UC. Đó, bạn tải vào. Như mình tải rồi, nó về trước rồi. Bây giờ sau đây hướng dẫn cho bạn cài luôn. Tiên ta cắm điện trong nguồn cho nó. Và camera khởi động. Chúng ta đợi mấy giây nhá. Nó sẽ khởi động, camera xoay các hướng. Sau khi khởi xong, khởi động xong, chúng ta phải đầu tiên các bạn phải kết nối wifi với mạng nhà mình để cho con này kết nối wifi đó. Đây nhà mình HT Shop, mình đã kết nối mạng HT Shop. Và bây giờ mình sẽ tiến hành cho camera kết nối với wifi HT Shop nhà mình. Đầu tiên các bạn vào phần mềm vừa tải, phần mềm UC. Khởi động. Về phần đầu tiên nó yêu cầu mình phải cài đặt tài khoản để đăng ký vào phần mềm. Chúng ta vào đăng ký. Chúng ta đăng ký tài khoản cho nó, tài khoản bất kỳ nhá, không cần Gmail chính xác đâu, cứ ảo cũng được. Nhưng nhà mình đây, nhà mình đây là tạo một tài khoản shop công nghệ 192a@gmail.com, gmail.com, mật khẩu cả chữ cả số các bạn nhá, chúng ta điền vào. Các bạn nhớ nhá, mật khẩu cả chữ cả số. Ấn vào đăng ký. Phòng thư đã được đăng ký, sẽ báo thành công. Chúng ta sẽ vào tài khoản vừa rồi đăng ký. Khi đăng nhập xong, nó sẽ bằng phần này. Chúng ta phần vào phần cộng, biểu tượng cộng. Nó có 3 chức năng là thêm thiết bị mới và thêm quý vị đã kết nối mạng, quét mã QR. Tại vì ta yêu cầu là hướng dẫn các bạn sử dụng kết nối qua Wi-Fi thì ta vào phần thêm thiết bị mới, sẽ bật link và điền vào khẩu Wi-Fi nhà mình vào. Đó, chúng ta điền một khẩu wifi nhà mình vào nhá và ấn tiếp tục. Tiếp tục. Và ấn tiếp tục. Đó, linh cái là hai cái kết nối với nhau, nhưng mà chúng ta vẫn đợi thêm vài giây nữa. Và nó sẽ hiện lên bảng tin, nên là đặt tên cho thiết bị và nhập mật khẩu cho thiết bị. Chúng ta đặt bất kỳ. Nhà mình đặt là nhà 1 đi. Mật khẩu 123. Ấn vào lưu. Thêm thành công. Và chúng ta đã cài đặt xong cho camera. Và chúng ta tiến hành xem. Đây, mình cho các bạn xem. Đó, không được rồi. Mình tắt âm thanh đi. Mà muốn phóng to là ấn vào phần này. Quay lại camera. Đây là mục chuyển SD và HD để phân giải. Chúng ta chọn HD. Đó.
Đó, sẽ đang thấy rất nhiều. Điều khiển camera trên điện thoại luôn. Còn đây là bộ đàm, chúng ta có thể đàm theo hai chiều, ấn vào đây chúng ta sẽ nói alo 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 alo. Đó, khi muốn nghe xung quanh nói gì chúng ta ấn vào đây nó sẽ hiện ra. Đó, rất đơn giản. Đấy, vậy là xong một thao tác khởi động và kết nối thành công cho camera. Đây là phần nếu các bạn gắn thẻ nhớ nhá, các bạn vào phần tin tập ghi hình và bật công tác ghi hình lên, vậy là xong. Còn mình muốn xem lại khi các bạn cắm thẻ nhớ rồi, xem lại ấn vào đây. Đấy, nó hiện thông tin hết vào đây, trong tầm 30 phút nó sẽ là mình tập tin cho bạn xem lại. Vậy là mình hướng dẫn cho bạn xong tất cả các thao tác mình đã sử dụng và giới thiệu qua các bạn về camera. Cảm ơn các bạn theo dõi, chúc các bạn may mắn.